Chào buổi sáng tất cả mọi người. Sáng nay thì ba sói dậy sớm với em sói, xong hai ba con đưa nhau ra ngoài cho nhau ăn sáng cho mọi người nhìn đấy. Thế là ba sói có vlog một tí. Ba sói bây giờ bắt đầu gọi là giúp mẹ sói. Khi nào mà ba sói dậy sớm với sói thì ba sói sẽ vlog để giảm lượng công việc cho mẹ sói. Đấy, ba sói vlog một tí nhưng mà em sói không chịu ăn. Còn bây giờ thì cả nhà sói đang đi xuống dưới bãi biển để đi chơi, đi ăn uống. Hôm nay là ngày nghỉ lễ thì như mọi người biết là tất cả trong khu dân cư hay là những cái chỗ mà trung tâm mua sắm bình thường thì họ sẽ đóng cửa ấy, để nghỉ lễ mà. Luật bên này là thế, ngày nghỉ lễ tất cả mọi người phải nghỉ lễ, còn chỗ nào mở cửa thì sẽ không biết là có bị phạt không, nhưng đại loại là luật của nhà nước là thế. Còn ở dưới cái chỗ bãi biển này thì nó là khu du lịch, nên là thành ra tất cả các cái khu trung tâm mua sắm hay là nhà hàng ăn uống thì họ vẫn mở để phục vụ khách du lịch ý. Với lại hôm nay thì mình đi mua một đôi giày nữa để đi bộ. Mình có mấy cái đôi giày chệt chệt để đi bộ rồi, nhưng mình muốn mua một đôi giày khác nữa. Với cả mình có một đôi Nike ba sói mua cho 3-4 năm nay rồi vẫn chưa thấy hỏng, vẫn mới lắm mà đi suốt nhá. Thêm một cái nữa là nhà sói hôm nay đi xem một thứ đồ rất là quan trọng, và nhà sói đang lên kế hoạch để mua. Thì ở vlog mình, thì ở cái vlog này mình sẽ không chia sẻ với mọi người là nhà sói mua gì nhá, để giữ bí mật. Và nếu như mọi người muốn biết xem là nhà sói mua cái gì thì mọi người cứ tiếp tục theo dõi vlog của nhà sói thì mọi người sẽ biết. Sau đây thì đi xuống bãi biển thì mình cũng sẽ lại tiếp tục vlog để chia sẻ với các bạn nhá. Sói kia, sói à, what are you doing daddy? No, Rafi. Yes, watch no one is watching and live the world. Hôm nay là Good Friday hay còn gọi là ngày thứ sáu tức lành. Đấy, nếu như mà bạn nào chưa biết là cái ngày nghỉ lễ này là ngày gì. Ở đây thì that's movie world. Trên cái đường đi xuống này ý, thì dọc đường này là họ có những cái theme park, là những cái công viên mà như kiểu nhà mình có công viên nước ấy, thì đây họ có này, công viên nước đây này, không nhìn thấy nhưng mà mọi người nhìn thấy cái cao cao kia không, là để họ cho người lên đấy xong rồi đu xuống, nhảy xuống, thả xuống. Cảm giác mạnh. Với lại cái movie world vừa nãy đi qua là của Warner Brothers. Thì ở trong đấy họ làm các cái gọi là gì nhỉ, dàn dựng tất cả những cái khung cái góc cảnh quay của phim như ở Hollywood ấy. Xong rồi có các cái nhân vật của Hollywood nè. Bình thường thì là Noel ở dưới đấy ấy, họ tổ chức những cái gọi là Noel trắng, là trước khi Noel các gia đình đưa con đến đấy, và họ có các cái show diễn này, Santa, ông già Noel đi xung quanh này, rồi là thiên thần bay này, bay luôn ở trên nóc nhà luôn ấy, trẻ con thích lắm. Năm vừa rồi thì nhà sói không đi, tại vì là em sói bé quá nên là em sói chưa cảm nhận được cái gì ấy. Nhưng mà cái năm trước đấy nữa thì là khi mà ba mẹ sói sang đây ăn Noel với cả nhà, thì hai vợ chồng mình có đi với cả nhà. Đợi em sói bắt đầu nhận thức, biết được những cái đấy rồi thì nhà sói sẽ đưa em sói đi vào trước dịp Noel năm sau hoặc là năm nay. Sói nhìn thấy mọi người nhìn trên trời kìa. Happy birthday, Len. Nhìn kìa, kia là mây nhá. Chắc là ai đấy thuê máy bay ý, để vẽ cái mây ở trên bầu trời. Nhìn kìa, yếu thế nhở. Vẽ cái khói chứ. Ôi, chắc là phải tốn nhiều xiên lắm. Sao mà họ có thể làm được như thế nhở? Ồ, chắc là máy bay bay xong rồi nhả khói. Oh my gosh.
Crescent Avenue. In 400 meters, turn left onto Surfers Avenue. Head south. Gió sẽ thổi bay đi mất. Đấy, bạn nhìn thấy ở đây. Oh, that is special. Oh, there are two, babe. One here too. Cả ở đây nữa này, đằng trước này. Nhưng mà bị gió thổi đi rồi. Hình như là 2-3 cái liền ạ. Oh, đây cái này nữa. What did you say? Bà sói đang bị mẹ sói gọi là lườm vì cái tội là đỗ xe rất là xa. Bao nhiêu lần rồi, không phải là bao nhiêu lần mà cứ tính cứ thế. Đi đâu cũng thế. Cứ toàn đỗ xe xa vời cái chỗ mà cần đến thôi. Bực của mình. Toàn phải đi bộ đến chỗ đấy. Mình thì không ngại đi bộ đâu, nhưng mà lúc nào mà có kế hoạch là đi bộ ấy thì sẽ đi bộ. Còn khi nào mà không có kế hoạch đi bộ ấy thì đừng có bắt đi bộ. Hết không chịu được. Daddy. Bây giờ thì nhà sói đi ăn đã. Tại vì từ sáng đến giờ thì mẹ sói chưa có gì ăn mà. Đây, quả dâu tây của em đây. Trông mặt sói rất là mãn nguyện. Cái lúc thì lấy đây, mẹ sói có burger truyền thống, bao giờ cũng có burger truyền thống, chỉ khác nhau là loại bánh mì thôi. Chào nha. Nhà sói về đến nhà rồi. Em sói thì ngồi trên xe thì gần về đến nhà em mới lăn quay ra ngủ. Nên là bây giờ mình cho em ấy vào trong phòng, thế là em cũng nằm ngủ luôn. Thế là bây giờ ba với sói thì là đang nằm ôm nhau ngủ ở trong phòng. Còn hôm nay thì mẹ sói không mua được cái gì cả. Tại vì là hôm nay ấy thì các cửa hàng ăn uống thì họ vẫn mở, thế nhưng mà các cửa hàng bán đồ thì chả có chỗ nào mở cả. Nên là có mua cái gì đâu. Bây giờ thì mình sẽ ra ngoài này thu cái quần áo đã giặt rồi ngày hôm qua vào, tại vì nó khô rồi. Và lại phơi cái quần áo sáng nay giặt ra. Đấy, một ngày cứ quay vòng tròn như thế thôi. Xong việc rồi, mẹ sói ngồi đây nghỉ ngơi một tí. Vừa nãy mình ra mình kiểm tra cái cây hoa hồng ý, thì thấy là ở ba cái bông mà nó đang sắp nở ý, ở cái cuống của nó có những cái gì nó cứ li ti, thì lúc đầu mình cứ tưởng là đấy là kiểu ở thân cây nó có như thế. Xong cái lúc nhìn gần lại thì mới thấy là có những cái con bọ rất là nhỏ, nó màu ghi ghi xám xám. Với lại là mình thấy là cái cây hoa hồng bây giờ cái lá của nó, cái màu nó cũng không được xanh, gọi là xanh xanh nõn, xanh mướt như là cái đợt đầu mang nó về ấy. Có thể là do cái loại bọ đấy. Nên là thứ ba này, tại vì thứ hai vẫn là ngày lễ ông, thứ ba này thì sẽ bảo ba sói là đi đến cái chỗ khu bán đồ cây với vườn ấy, hỏi người ta xem có cái thuốc gì không xịt để chống những cái loại bọ cho cái cây hoa hồng đấy. Tại vì mình nghĩ là trồng bên ngoài ấy, thì chắc chắn là sẽ có bọ, thì phải xịt, nếu không thì là bọ nó sẽ làm chết cây mất ấy nhở. Còn cây ở trong nhà thì mình kiểm tra thì không thấy vấn đề gì cả, vẫn tươi tốt, vẫn xanh. Kia, em cây kia vẫn xanh tươi. Vừa lọ mọ vào phòng định nằm với hai ba con thì nhìn thấy hai ba con ấy nằm rất là hoành tráng, nên là phải ra lấy máy quay vào để vlog cho mọi người xem. Ba nằm thì có vẻ gọi là khúm núm, còn con nằm thì gọi là hoành tráng. Mẹ sói cứ tưởng là vào nằm nghỉ ngơi với hai ba con sói, nhưng mà cuối cùng nghĩ thế nào lại nghĩ thôi lau nhà. Tính mình thế đấy, không ngồi yên một chỗ được ấy, cứ rảnh rảnh mà rảnh tay rảnh chân em sói mà ngủ ấy thì lại tranh thủ lau nhà. Ơ, cháu dậy rồi à con? Ôi, cháu dậy thôi. Con dậy con tự trèo xuống giường con ra đây à? Ba đâu? Ồ, mắt nheo nheo.
Ba đâu chơi? Chân tắt chân không đi kia con. Một chiếc tất đâu rồi? Đâu? Ui. Em sư tử phải ở chỗ khác chứ con. Đấy là em ngựa vằn. Em ngựa vằn ở đâu nhỉ? Em ngựa vằn để chỗ nào cho đúng con nhỉ? Em ngựa vằn. Bây giờ là cháu thích để chỗ nào cháu để. Để chỗ nào cháu cũng thấy đúng. Con nhỉ? Con để chỗ nào cũng được. À đây này mẹ thử nhá. Mẹ thử cho gió nhìn này. Em hổ. À, quên mất, em sư tử chứ. Em sư tử thì nằm vào đây. Em ngựa vằn nằm vào đâu con? Em ngựa vằn nằm vào đâu? Tóc dài này. Em ngựa vằn nằm vào đâu? Em hiêu nữa. Em hiêu nằm ở đâu nhỉ? Đây là chỗ của em hiêu. Đúng nha. Em hiêu. Ồ, em hiêu nằm trên chỗ em rắn. Đúng nhỉ? Em ngựa vằn nằm vào đây. Như thế nào nữa? Em khỉ đâu? Đâu là em khỉ hả sói? Khỉ. Đây của con đây. Ôi làm gì đấy, làm gì đấy? Sao mà phải chui rúc? Mẹ tránh ra cho mà đi, sao mà phải chui rúc làm gì mà lom khom đấy con? Lom khom như ông già chứ. Làm sao mà lại tháo được một cái tất ra thế này? Ừ. Đây nghiêng tụi mẹ. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời, ôi trời, trời. Trời. À đúng rồi. À thế à. Ồ. Ồ. Cái gì nữa? Ồ cái gì nữa? Cái gì nữa? À vào trong lều kiểm tra. Vào trong lều lại học hình khối một tí. Chán lại ra ngoài, vội vàng quá. Ui vội vàng quá. Vội vàng quá, đầu tông này. Vội vàng quá trời. Vội vàng chết nhở. Từ sáng đến giờ là chưa ị đâu con nhá. Mẹ ngửi thấy cái mùi mùi. Cái mùi mùi có phải là ị không? One. Đúng rồi. One. Wow, wow, your butt gently down the dream. Em vừa hát row row mọi người nghe được không? Mẹ là nghe lại này. Trời ơi. Row, row. Row, row, row your butt gently down the dream. Em hát đi. Mẹ để cho em hát này. Đúng rồi. Row, row, row your boat gently down the stream. Nào. Vừa hát lại mình phải nhún nhảy dậm chân nữa. Row, row, row your boat. Now. What? Yeah. iPad. Rattle. Cuốn lên nó rattle. Chúng rồi. Rattle. Nào. Rattle. Con lôi cái giày này ra đây để làm gì? Mẹ lấy bánh cho sói ăn nha. Ui hứng khởi quá. Ui hứng khởi quá. À, nào để mẹ đi lấy bánh cho sói ăn nào. Ăn nhung nhăng buổi chiều nào. Bánh sáng nay mang đi cho em ý, em cũng không ăn nhiều. Bánh này
là bánh chuối với cereal. Úi, vứt đồ chơi luôn. Cháu thấy bánh cháu vứt đồ chơi luôn, nhưng cháu biết là chưa bóc, lại đưa lại cho mẹ. Đợi mẹ bóc đấy. Ừ, đây để mẹ bóc cho lại nhá. Trời ơi, xấu tính quá. Cầm vào bánh thấy bánh chưa bóc là dối hết lên. Xong đưa lại cho mẹ, mọi người thấy buồn cười không? Cái anh này buồn cười chết nhở. Nhầm. Ô mẹ cái. Làm gì đấy? Làm gì như trinh thám đấy con? Làm gì đây? Làm gì đi như ông già đấy con? Ui, biệt động Sài Gòn. Ui. Đi lọ mà lọ mọ ấy hả con? You having fun with daddy? Do you want mommy? Oh no! Don't you want mommy, do you? Papa? Cut it, mommy. No, he wants you, dad. Come on, dad. Want you. You want your dada? Put your hands up. Put your hands up. Come on. That's mommy one. Yeah. No. No, no, no. Look, daddy gone, Rafi. Rafi? Em sáu bây giờ chỉ có theo ba thôi. Đấy. Cứ bám dít ba chui. What are you doing? Sáu bây giờ chỉ bám dít ba thôi, không cần mẹ luôn. Hai ba con sói lại đang tắm cho nhau kìa. Và mẹ lại là người chuẩn bị quần áo cho em. Cứ được nghỉ thì là ba sói chăm sóc sói. Shampoo. Here you go. Daddy. Shampoo. Tối nay mẹ sói cũng đang không biết là ăn gì, hay là ăn đồ ăn sẵn nhỉ. Tối hôm qua thì về đến nhà thì mình mua được cái mì trộn mà có hành khô như là cái đợt mình thích ăn ở New Zealand ấy. Nên là tối hôm qua mình ăn cái mì đấy với nấm xào. Ba sói cũng ăn mì đấy với lại... Úi! Đang dọn dẹp đồ chơi cho em sói.
Ba sáu cũng ăn cái mì đấy với lại bánh mì với bơ, kẹp kẹp cái mì vào trong bánh mì bơ, kiểu ăn của ba sáu ấy, kiểu ăn mì. Hôm nay ăn cái gì nhỉ? Ngày mai làm đồ nướng nên là mình cũng không muốn ăn thịt hôm nay. Mà trong tủ thì toàn thịt, 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 thịt luôn này. Thịt với ngô. Chưa nghĩ ra là ăn gì cả đây. You need to replace the chair for me. What chair? The chair you took in the bath. Yeah. You always leave it there afterwards. You got happiness. What should we have for dinner, Dad? What do you want? KFCs. Yay? Yeah. Well, let me go. Let's get the table set up outside first. I can set up the table. Okay. You should bring it over for me then. Bây giờ mẹ sói sẽ thay đồ cho em sói, sau đấy thì là làm cái bàn mà người ta vừa chuyển đến để ra ngoài kia, để đồ nướng, mai làm đồ nướng ngoài kia. Nhà sói có một cái bộ bàn ghế mới nhỏ hơn cái bộ bằng bàn kính để ở ngoài kia kìa. Đấy, nhỏ hơn cái bộ ngoài kia thì sẽ để cái bàn ở kia để đựng đồ để chuẩn bị làm đồ nướng ấy. Đấy, để mẹ thay bìm mặc quần áo cho em nhá. We Jedi. Oh. Star Wars. Tang 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 ta da dang ta ta tang. Rafi, come here. Tang 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 ta da dang da ta dang. No, I want KFC. Gì? Con nói gì đấy? Ba sói đang hút bụi ở trong bể bơi, sau đấy thì sẽ đậy bể bơi lại. Hôm nay ba sói vừa làm sạch bể bơi xong. Đấy. Tối nay nhà sói quyết định ăn KFC. Gà rán KFC. Gà rán KFC. Còn em sói thì ăn đồ ăn của em trai. Em sao? Em sao chứ nhỉ? Em sao đấy nhỉ? Trông con cứ như là võ sư nhí ấy nhỉ? Võ chưa à? Võ gì đấy? Võ không nhỉ? Năm chào chị. Ui giời ơi cái anh này. Mẹ phải đi dựng cái bàn lên đây. Em ngồi chơi nhá. Được không? Ngồi chơi nhá. Mẹ nhéo quá con ạ. Tình hình là cháu sói hôm nay khá là phức tạp. Cháu không thích ăn mì, cháu không thích ăn bánh, nên là mẹ cháu phải làm cheese on toast cho cháu. Và cháu đang ăn ngon lành đây. Yum yum yum. Yum 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 yum. Mấy hôm nay chắc là em mới phát hiện ra là cái lợi em ấy ở trong răng hàm nó đang nứt ra. Nên là em cứ kiểu nhai 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 ấy. Kiểu nó nứt lợi để nó mọc răng rất là khó chịu, mà thấy kiểu cái miếng thịt thừa lợi kiểu nó cứ lủng lẳng ấy. Nên là kiểu cậu mới phát hiện ra là như thế. Đúng rồi, cháu mọc răng. Cháu mọc 8 cái một lúc. Ôi tổ, tổ, tổ. Quả dâu tây của con đâu rồi? Quả dâu tây của con biến mất rồi à? Em bây giờ lắm trò rồi.
Hắn trời á. Càng ngày càng biết nhiều chữ, càng ngày càng nghịch. Cầm lại, cầm lại của con ấy. Nào. Ăn nhập nha, nhập nhẹp. Nhâm nhâm nhâm. Nhâm 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 nhâm. Suy tư gì nữa hả con? Con suy tư gì thế? Ăn xong chơi một lúc nữa thì mẹ pha sữa cho, xong uống sữa là đi ngủ nhỉ? Đúng không? Đúng rồi. À, phương châm của nhà sói ngày hôm nay là chỉ có ngủ, ngủ và nghỉ, ngủ và nghỉ. Tại vì lâu lắm rồi là nhà sói không có một ngày nào, tức là cảm giác được ngủ nhiều ấy. Toàn là ngày lễ, ngày Tết là đi chơi này, rồi là mọi người đến chơi này, hay là sang nhà ông bà chơi, sang nhà ông bà làm tiệc. À, thứ bảy với chủ nhật này lại cũng có hai cái tiệc nữa, nên là thứ sáu nhà sói là hôm nay ấy, dành để ngủ nghỉ con nhỉ. Thứ hai nhà cháu cũng ngủ nghỉ. Thứ hai là ngày nghỉ bù cho ngày chủ nhật, vì lễ phục sinh là vào ngày chủ nhật. I got bad people. Nam nam nam. Nam nam nam. Đây, của con này. Đấy, mẹ lấy cái đĩa đi là bắt đầu. Mẹ lấy cái bát đi là em lại nhè ra. Ngôn cầm lấy đi. Khôn lắm. Khôn lắm cơ. Yeah. Bà sói mua KFC về rồi đây. Bà sói mua cái gì mà nhiều thế này? Coleslaw này. What's that, Dad? What's this one? Burger? Uh-huh. It's really soft thing. Không biết là gì đây. Còn đây là... Chicken nuggets. Chicken nuggets. And đây. And đây. Potato gravy. Còn đây. Chips. And chicken. Mẹ sẽ lấy đĩa nào. Babe, look at this plate. It's like, look, the shape of the plate. Wrong eh? Mọi người nhìn cái đĩa này. What do you want, Rafi? Đĩa này bị lỗi. Here you go. You got a bad plate. You got a good one. Yeah. What the? Em sói may mắn hôm nay cũng được thử một tí KFC. Em được ăn chicken nuggets. Chicken bacon. Em có vẻ thích. Ăn đi con. Ăn chi? Chỉ trỏ gì? Đấy là của ba. Em sói đang tìm thịt gà. Đã tìm thấy. Ba sói không vlog, nhưng mà ba sói dùng Snapchat. Thì không biết là có bạn nào dùng Snapchat không. Mẹ sói cũng có tài khoản Snapchat. Snapchat nó là một cái, tức là cũng là một dạng trang xã hội, nhưng mà trên đấy thì bạn chia sẻ những cái video, và cái người mà xem chia sẻ với cái nhóm người xem ấy, và cái người xem đấy nếu như mà họ lưu cái video của bạn, hay là họ chụp ảnh màn hình hay những cái gì đấy, thì bạn biết được họ đang làm như thế. Tức là cái này nó như kiểu là nó tránh là người ta gọi là lấy những cái gì mà bạn đăng tải lên được ấy. Đấy, thế nên là hầu như là toàn bạn bè với lại là những người theo dõi thì dùng Snapchat để xem những cái đoạn phim ngắn để chia sẻ với nhau cho nó vui vui ấy. Nhưng mà chẳng ai gọi là lưu lại cả. Bởi vì lưu lại thì là cái người mà đăng tải biết được mà. Thì mình có thể hỏi là bạn có thể xóa đi không, hoặc như thế nào đấy. It's more chicken nugget sauce. Lần đầu tiên em sói thử sauce, barbecue sauce. Ooh. Wow. Is that nice? Ngon không con? Wow. Em có vẻ thích. Không thấy cắn nữa, bây giờ là gọi là thấy liếm. Ngon cả tao khỏi tỏ.
No? No? Yes. You like it? Không thích, lắc đầu mà vẫn đưa vào miệng rồi con. More daddy look. One more. Okay. Let daddy help. Give you some more sauce. Dip. Cái chỗ chấm thì không ăn, ăn vào cái chỗ ba chấm cho. Lại muốn chấm. Ngon nhỉ con nhỉ. Daddy no, I'm gonna mess this close. Bây giờ ăn xong là cũng phải ra bám chặt lấy ba kia. Theo ba luôn đi con nhá. Sói đang ngủ ngoài phòng khách chơi với ba sói. Hôm nay mình mệt quá nên là mình sẽ để cho ba sói cho em sói đi ngủ này. Bây giờ thì mình sẽ đi tắm, sau đấy thì dựng vlog rồi đi ngủ. Chúc mọi người một cuối tuần thật là vui vẻ. Hình như là đã lâu lắm rồi mình không nói chúc mọi người có một tối cuối tuần thật là vui vẻ ấy. Tại vì là như trước đây thì mình vlog là chỉ cuối tuần mình vlog ấy, nên là mình nói như thế. Nhưng mà bây giờ thì ngày nào cũng vlog nên thành ra là tự nhiên chợt nhớ ra là lâu lắm rồi không nói chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Với lại là mình rất là cảm ơn các bạn để lại comment trong vlog của nhà sói mấy ngày gần đây. Những cái comment của các bạn cực kỳ ý nghĩa đối với gia đình nhà sói luôn ấy. Và các cái comment đấy thì rất là dễ thương. Nhà sói thích lắm. Thêm một cái nữa là không những bỏ ra 30 giây để comment thì các bạn có thể share, chia sẻ vlog của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn hay là tới nhiều người khác để mọi người có thể biết thêm, không phải mọi người biết thêm mà có nhiều người nữa biết thêm về channel của nhà sói có được không? Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở vlog ngày mai.